Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đã một lần nữa thường lại làm video chạy các bạn Bây giờ là khoảng uh, 10 giờ tối về Cali uh, Là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam uh. bước qua là ngày thứ năm rồi Và hôm nay thường chủ yếu sẽ dành thời gian để mà chia sẻ tin tức với các bạn mà thôi Và các bạn cũng thấy là cái background thuật mình đã thay đổi thêm một chút xíu nữa à, uh, Chúng ta cũng đã có thêm một tấm hình mới sau lưng của Thuận Đây cũng là một tấm hình để mà cách âm Và Thuận cũng đã order uh, một tấm thảm khác Và Thuận cũng đã order uh, một cái logo bịch con lớn hơn để các bạn có thể thấy được và cũng có thêm đèn à, thì uh, sẽ sắp có một cái background nó sôi so động hơn các bạn và cái background này nó hơi xa một chút à, nhưng mà sau này Thuần sẽ ngồi ở cái giới salon lâu lâu chia sẻ với các bạn thì các bạn sẽ thấy cái background nó gần hơn Và một điều nữa đó, hôm qua có một số bạn nói là cái tiếng microphone nó hơi rè rè một chút Thì hôm nay Thuần đã chỉnh lại rồi, hy vọng là cái tiếng nó đã đỡ hơn Và trong video này đó, Thuần đã cũng chuẩn bị sẵn rất nhiều những cái thông tin ở bậc Thuần muốn chia sẻ với các bạn Hôm nay chúng ta sẽ không nói quá nhiều về phân tích chúng ta chủ yếu tập trung để mà nói về tin tức mà thôi thì đầu tiên hết chúng ta hãy nhìn vào tình hình của kinh tế nói chung chúng ta nhìn thấy được là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đã kết thúc được một màu xanh sau khi chúng ta đã thấy là ngày thứ hai đã có một cái sự hồi phục tại vì tôi nhiều rồi rất là tệ các bạn thứ hai hồi phục rồi thứ ba đó thì không có đồng tĩnh nhiều nhưng mà ngày hôm nay đây các bạn đã thấy là chỉ số Nasdaq lại tiếp tục có sự hồi phục là tăng 1.59% các bạn đã nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 đã cũng tăng 1.1% và Dow Jones tăng 0.54%, premarket thì bây giờ đó thì cũng tăng luôn các bạn. Chỉ số Nasdaq future đó tiếp tục tăng 1.25%, S&P futures tăng 0.71% và Dow future sẽ tăng 0.14%. Điều tại sao đó tôi nghĩ là có thể liên quan trực tiếp đó với lại Nvidia. Thì Nvidia là cái công ty mà họ sáng chế ra những cái card đồ họa như bạn sử dụng để mà chơi game Thì trước đây đã nhiều người biết tới Nvidia là những card đồ họa để mà các bạn dùng để chơi game Hay là dùng để làm những công việc liên quan tới sáng tạo ở trên máy vi tính Rồi sau đó người ta biết tới Nvidia tại vì bán rất nhiều những card đồ họa để cho những cái xưởng đào dùng để đào Ethereum <laughs> Chúng ta có rất là nhiều những cái đồng sử dụng hệ thống đào Đồng lớn nhất là Bitcoin nhưng mà Bitcoin đó không sử dụng những kho đầu họa các bạn Trước đây là có nhưng bây giờ là Bitcoin Trong vòng bao nhiêu năm qua đã chỉ sử dụng những cái máy ASIC mà thôi thì Nvidia chủ yếu đã bán cao đồ họa cho những người mà đào Ethereum đó là cái nhu cầu lớn nhất và chúng ta cũng nhìn thấy được những thông tin trước đây đó là những cái xưởng đào họ mua là cả ngàn cái một lần dẫn đến là nhiều những người chơi game đó cũng không thể mua được cao đồ họa dẫn đến giá cao đồ họa tăng rất là cao trên những cái chợ đen thì nhiều người chơi game không có thích nhưng mà sau đó đó các bạn đã thấy được là Nvidia đã uh, có nhiều người đặt câu hỏi tại vì khi mà Ethereum không có sử dụng hệ thống đào nữa thì Nvidia sẽ có nhiều nhu cầu bán cái card đồ họa ra cho người khác hay là không tại vì chơi game đương nhiên cần card đồ họa nhưng mà nhu cầu đó có cao hay không các bạn hay là Nvidia sẽ không thể bán nhiều card đồ họa nữa nhưng mà bây giờ đó chúng ta lại thấy là Nvidia là trọng tâm của AI tại vì người ta dùng những ca đầu họa những con chip của Nvidia để mà train những cái AI cho nên gần đây Nvidia đó là một cổ phiếu rất là nóng bỏng các bạn và nhiều người chờ đợi xem con Nvidia sẽ thông báo thu nhập của họ ra sao thì thu nhập của họ đó đã, đã rất là tốt các bạn dẫn đến là cổ phiếu của Nvidia đã tăng 6.57% lên tới 502 đô các bạn sau khi đóng cửa ngày hôm nay coi như đó cũng đã có sự tăng trưởng thu nhập nhiều hơn là nhiều mong đợi và chúng ta nhìn thấy được là cũng nhiều người đã có cái suy nghĩ đó dẫn đến chúng ta đã thấy là cả tuần này thì cổ phiếu Nvidia cũng đã tăng lên từ từ nhưng mà hôm nay nó đương nhiên sau khi đóng cửa đã có sự tăng bọt và chúng ta nhìn vào từ năm tới bây giờ đó các bạn nhìn thấy được là cách đây khoảng chừng 8 tháng đó đầu năm năm 2023 cổ phiếu này chỉ ở mức là 145 đô thôi các bạn bây giờ đã là 502$ hai đô rồi và từ đầu năm tới bây giờ chúng ta cũng đã thấy là cái sự tăng trưởng của Nvidia là 222%. Nói chung sự tăng trưởng này không hề thua kém những cái token trong crypto này thậm chí là còn hơn nữa các bạn. Tại vì Bitcoin đó thì đâu đó khoảng chừng là 60% mà thôi và không thua kém những cổ phiếu như là MicroStrategy những công ty liên quan đến crypto và điều mà chúng ta đã từng nhìn thấy đó là cách đây không lâu khi mà cổ phiếu nvidia có sự tăng trưởng đã dẫn theo hàng loạt những cổ phiếu của công nghệ cũng tăng trưởng theo các bạn lần này có phải gì hay không đó thì ít ra ngay bây giờ chúng ta cũng thấy được là chỉ số Nasdaq cũng đã tăng trưởng và sau khi đóng cửa đó thì Nasdaq Future cũng đã có sự tăng trưởng và nếu như chúng ta nhìn thấy nhiều cổ phiếu công nghệ tăng trưởng có nghĩa là thị trường đã lạc quan hơn các bạn tại vì cổ phiếu công nghệ là những cổ phiếu mà có cái rủi ro cao hơn đối với nhiều người khi mà chúng ta thấy là nhiều người quan tâm đến cổ phiếu công nghệ có nghĩa là họ chấp nhận rủi ro cao hơn có nghĩa là risk on thì cũng có thể dẫn đến là crypto sẽ có một cái sự hồi phục tiếp tục chúng ta hãy xem coi là ngày mai tình hình ra sao nhưng mà hôm nay đó nói chung các bạn cũng đã thấy là bitcoin cũng đã có một cái sự hồi phục hồi sáng này hồi phục lên tới mức là 26.818 đô bây giờ đã ở mức là 26.462 thì coi như cũng đã có một cái sự hồi phục các bạn sau khi mà giảm xuống mạnh tới mức là khoảng chừng 25.351 đô cách đây khoảng chừng một ngày còn chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu ngày hôm nay thì cũng ngủ là một chút Sau khi mà tăng lên thứ 81 đô đó cho một thùng dầu thì nhiều cũng đã lo lắng là không biết tăng nữa hay là không 81 đô cho một thùng dầu cũng không phải là cao đâu các bạn Cái mức cao đó là hơn 100 đô nhưng mà chúng ta cũng đang nhìn thấy là 80 đô là cái mức coi như cao trong vòng 6 tháng qua à, Và nhiều người lo lắng là khi giá dầu tăng cao sẽ dẫn đến lạm tác cũng tăng cao Tại vì dầu được sử dụng trong nhiều nơi các bạn không chỉ là đổ xăng mà dùng để mà sản xuất hay là di chuyển Cho nên dầu là một trong những cái điều rất quan trọng ở trong phần trăm lạm phát nhưng mà hôm nay chúng ta ít ra cũng đã thấy là chỉ số này ngủ ra một chút ở mức là 78 đô 81 sen cho một thùng dầu và chúng ta nhìn vào vàng đó thì ngay bây giờ mức giá vàng cũng tăng nhẹ một chút ở mức là 1949 đô cho một ounce vàng chúng ta nhìn vào Crypto Bubble đó, hôm nay chúng ta cũng thấy có nhiều màu xanh xuất hiện các bạn. À, rất nhiều những đồng cũng đã có cái sự hồi phục trở lại 6 7% là con số chúng ta nhìn thấy nhiều ở trên màn hình. Và tổng số hóa đó cũng đã tăng gần như 2% và bây giờ một lần nữa đã hơn 1,1 nghìn tỷ. Nói chung cũng là một ngày mà có sự hồi phục ở trong thị trường crypto và cũng là một ngày tốt trong thị trường chứng khoán nói chung và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được những cái thông tin liên quan tới Bitcoin các bạn giống như là chúng ta nhìn thấy là cái độ khó đào của Bitcoin đã tăng 6% ngay cả những lúc mà khó khăn, những lúc mà nhiều người chán nản đó thì những thời là cũng không chán nản các bạn. Tại vì chúng ta nên hiểu đó là có một cái sự liên quan giữa độ khó đào và tốc độ đào. Khi mà cái tốc độ đào tăng lên thì độ khó đào cũng sẽ tăng theo các bạn và ngược lại thì chúng ta có thể nhìn thấy được là độ khó đào tăng liên tục như vậy có nghĩa là tốc độ đào cũng tăng liên tục cho dù là chúng ta nhìn thấy được là những cái thời điểm khó khăn như năm 2022, những cái điểm khó khăn như năm 2018 đó, thì những lúc đó chúng ta vẫn thấy được tốc độ đào vẫn luôn có một cái sự tăng trưởng. Đương nhiên có một số lần chúng ta cũng thấy tốc độ đào giảm xuống và độ khó đào cũng điều chỉnh xuống. Đó là những lúc mà thường có những thông tin như là Trung Quốc lại cấm đào bịt khôi dẫn đến là nhiều thời đào tắt máy rồi họ dọn vào một nơi khác nhưng mà nhanh chóng sau đó chúng ta lại thấy là cái tốc độ đào lại tiếp tục tăng trưởng và độ khó đào cũng tiếp tục tăng theo có nghĩa là chúng ta nhìn thấy một hiện tượng khác so với những cái đồng mà trong hệ thống đào đó chính là riêng về Bitcoin đó thì thuận nhìn thấy là cái tốc độ đào, độ khó đào tăng trưởng trước rồi giá cả mới đi theo sau, không giống như là chúng ta nhìn thấy được một số những đồng khác đó thường là chúng mình chúng ta nói tới Ether trước đây hay là chúng ta nói tới là Litecoin trước đây thường thì giá cả tăng trưởng dẫn đến là nhiều người nghĩ là bây giờ đào có lợi nhiều họ mới vào để mà đào đối với bitcoin thì các bạn đã thấy là những thợ đào luôn có một cái lòng tin họ tiếp tục cạnh tranh để mà đào và họ quan tâm đến làm sao để mà đào bitcoin hiệu quả còn về giá của bitcoin đó thì họ vẫn có lòng tin sẽ tăng trưởng và theo mỗi chu kỳ giá vẫn tiếp tục tăng trưởng các bạn cho nên đây là một trong những cái điều mà chúng ta nên hiểu là tốc độ đào ít ra cũng cho chúng ta nhìn thấy được là mỗi lần mà tô đào tiếp tục tăng trưởng thì cũng đồng nghĩa là nhiều những thờ đào họ có lòng tin là giá sẽ tiếp tục tăng trưởng tại vì khi mà họ đào đó không phải là họ đào họ sẽ bán ngay lập tức các bạn tại vì những lúc mà họ đào mà giá không được tốt đó thì họ sẽ lưu trữ khi mà giá tốt họ sẽ bán rồi họ sẽ tiếp tục lưu trữ rồi giá tốt họ bán đó là cách mà họ kinh doanh đào và đó là những công ty mà có lâu đời và kinh nghiệm thường đó những thời điểm khó khăn như là năm ngoái nhiều những công ty đào họ phá sản tại vì họ không có kinh nghiệm trải qua một bộ đọc như vậy những công ty có kinh nghiệm đó thì họ đã chuẩn bị trước đó rồi cho nên khi mà những công ty đóng cửa rời khỏi đó thì chúng ta lại thấy là trong thời gian ngắn đó độ khó đào và tốc độ đào giảm xuống nhưng mà những công ty còn lại đó thì họ lại nhanh chóng lắp vào chỗ trống đó để đào hiệu quả hơn thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy hiện tượng này đang xảy ra hiện tại đó là điều tôi muốn chia sẻ khi mà thằng đọc cái bài viết này để những bạn nào mới đó hiểu hơn được cái khái niệm độ khó đào tốc độ đào tại sao mà nhiều người trong thì bitcoin lại quan tâm đến à, chúng ta có thể thấy được một thông tin khác đó là liên quan tới founder người sáng lập ra bar Sports là de thì uh, de portnoy cũng đã lên tiếng nói là chắc chắn công ty Boston Sports đây là công ty không liên quan đến crypto nhưng mà công ty này nó cũng sẽ lưu trữ bitcoin trong ngân sách cũng tương tự như công ty như là MicroStrategy như là Tesla thì Deponoy cũng đã khẳng định điều đó. Đối với Deponoy đó thì cũng là một nhân vật mà thường gây ra cái sự tranh cãi các bạn tại vì Deponoy đây là một trong những người mà cũng lớn tiếng với lại cái suy nghĩ của mình và có lúc ủng hộ con có lúc không ngay bây giờ thì đang ủng hộ và các bạn đã nhớ là năm 2021 đó thì Dave Noi cũng là một trong những người mà luôn quảng bá Sip Moon cho nên nhiều người cũng đặt dấu chấm hỏi ở đó và Barstool Sport đó, là một công ty được sáng lập bởi Dave Noi thuận thì chưa bị sử dụng nhưng mà theo đồng hiểu đây là công ty mà cho phép các bạn cá cược liên quan tới những cái trận đấu như là trận đấu bóng bầu dục bóng rổ vân vân thì công ty này được sáng lập bởi Deportnoi à, và đây cũng là công ty mà cũng thường hay chia sẻ những cái thông tin với mọi người. thì công ty này đó đã được bán cho Pan Entertainment với cái giá là 551 triệu năm 2020 à, và sau đó đó các bạn thấy là thống kê tài sản của Deportnoi là khoảng 100 triệu đô la, một người mà cũng rất là giàu có. nhưng mà khi mà Pan Entertainment mua lại công ty Barstool Sport này và sau đó họ đi đăng ký ở địa phương để lấy nhưng mà hoạt động nên thì gặp nhiều khó khăn à, theo thông tin thường nhận được là tại vì Dave Portnoy và công ty Barstool Sport đó cũng là một trong những cái công ty và một trong những nhân vật mà nhiều địa phương nó không có thích cho nên đã dẫn đến là khó khăn để mà à, lấy được bằng hoạt động và sau đó công ty Pan này lại bán lại cho ES PM. Nhưng mà ESPN, ấy, đây là một cái đài lớn liên quan tới thể thao, họ nói là họ không hứng thú với Barstool sport Sau đó đó thì uh, Penn Entertainment cũng đã tìm cách uh, để mà loại bỏ Barstool Sports bằng cách là bán lại cho Dave Portnoy với cái giá là một đô la các bạn Các bạn nghĩ đi, các bạn bán công ty với mức giá là 551 triệu, 2 năm sau các bạn mua lại với mức giá là 1 đô la Nhưng mà với một điều kiện là sau này nếu như mà Dave Portnoy bán công ty Barstool Sports này ra thì 50% sẽ thuộc về công ty Penn Entertainment À, nhưng mà Portnoy nói là sẽ không bao giờ bán công ty này nữa. Thì đối với lại cái deal này đây nhiều người cho Portnoy là một trong những người mà cực kỳ thông minh. À, cho nên nhiều người cũng cảm thấy Portnoy là một người mà rất có tài trong kinh doanh. Thì bây giờ ít ra Portnoy của là một người mà ủng hộ Bitcoin hiện tại. Chúng ta cũng có cái thống kê, thống kê này đến từ những cái quỹ ở Châu Âu các bạn. Thì đây là những cái quỹ mà họ gọi là Crypto ETP, là Exchange Traded product không phải là ETF nó hoạt động nó giống như là cái quỹ Grayscale Bitcoin Trust hơn là cái quỹ ETF nhưng mà ở châu Âu đó thì những quỹ này là cũng rất là được ưa chuộng nhất là những cái quỹ như là Wisdom Tree thì trong thống kê cho thấy được tháng 6 tháng 7 đó không chỉ riêng là những công ty những quỹ ở Hoa Kỳ đó cực kỳ sôi so động và cực kỳ có hứng thú với crypto sau khi mà BlackRock để đệ đơn để có một cái Bitcoin Spot ETF ở châu cũng không ngoại lệ. Chi tiết hơn đó là những cái quỹ ETP này theo thống kê của Morningstar đó, thì trong tháng 6 đã có 162 triệu đi vào những cái quỹ này. Đây là con số lớn chỉ đứng sau lưng hồi tháng 3 năm 2022 mà thôi. Hồi tháng 3 năm ngoái đó vẫn là lúc sôi động các bạn. Nói chung đó thì năm ngoái ngày tháng 3 thì cũng có nhiều người không có uh, tin là giá cả sẽ xuống mạnh hay là không có nghĩ lên sau cái sự kiện như là FTX hay là Voyager hay là Luna UST xảy ra. À, nhưng mà chúng ta thấy là cái thời điểm hồi tháng 6 mới đây khi mà có thông tin liên quan tới BlackRock là một thời điểm mà sôi động không kém gì hồi tháng 3 của năm ngoái cho chúng ta thấy là sự hưởng của BlackRock đó không những là chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà toàn cầu luôn các bạn một trong những tên tuổi mà họ muốn có một Bitcoin Spot ETF hiện tại thì có phải là họ để đơn chỉ để bị từ chối bởi SEC hay không thì cũng không hẳn đâu các bạn đương nhiên không ai có thể biết trước được SEC có thể từ chối nhưng mà khi họ để đơn thì họ cũng đã ít ra biết gì rồi nhưng mà có thành công hay không đó, thì chúng ta phải đợi thôi nghĩ là phải qua năm khoảng chừng tháng 3 năm sau ngay trước Bitcoin halving chúng ta mới biết được năm sau đó là một năm mà cực kỳ sôi so động so với năm nay thôi các bạn năm sau đó là một cái năm mà dựa theo chu kỳ năm nay là cái năm mà có sự hồi phục giống như năm 2019 hay là năm 2015 nhưng mà năm sau đó là năm mà sẽ có bitcoin hai bình tương tự như năm 2020 và năm 2026 và thêm vào đó năm sau cũng là năm mà chúng ta có khả năng sẽ thấy là fed giảm lãi suất và năm sau cũng là năm chúng ta có khả năng là sẽ thấy một bitcoin spot ETF đầu tiên được thông qua Hoa Kỳ và năm sau cũng là năm liên quan tới bầu cử tổng thống và đợt này đó đối với crypto thì quan trọng hơn bao giờ hết tại vì chúng ta đã thấy là ít ra là nhiều ứng cử viên tổng thống ở đảng Cộng Hòa bây giờ là ủng hộ crypto đương nhiên ở đảng Dân Chủ chúng ta cũng có những nhân vật như là Robert F. Kennedy Jr. cũng rất ủng hộ Bitcoin nhưng mà bây giờ đó cái phần đông vẫn đăng nhiên về đảng Cộng Hòa hơn nói chung đó chúng ta có rất nhiều những sự kiện hầu như dồn hết vào năm 2024 Hôm nay chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ hội nghị BRICS các bạn Thì hội nghị này là một cái hội nghị mà cái từ BRICS chúng ta biết là cái từ viết tắt cho những cái quốc gia như là ở Brazil, ở nước Nga, Ấn Độ ở Trung Quốc và ở Nam Phi Thì những quốc gia này đó hợp lại là cái chữ BRICS Nhưng mà thật ra đó đây là một cái hội nghị Mà bàn bạc về nhiều thứ các bạn à, Và một trong những điều Mà được bàn bạc tới đó đương nhiên Là cái sự quan hệ qua lại Liên quan tới tài chính Của những cái quốc gia này Điều mình thường cảm thấy là thú vị hơn đó là ngày lại càng có nhiều Quốc gia muốn tham gia vào cái nhóm BRICS này Mặc dù nhóm BRICS này đó là một nhóm Mà đã được tạo ra một thời gian Cũng rất lâu rồi các bạn à, Chúng ta đã thấy là cái từ BRICS này đã, đã có từ năm 2001. À nhưng mà nhiều người đó thì hầu như cũng đã đi hơi sớm quá. Lúc đó nhiều người cũng đã hào hứng nói là đây là những quốc gia mà sẽ dẫn đầu nền kinh tế sau này. Nhưng mà mãi tới bây giờ chúng ta mới thấy là những quốc gia này mới chiếm cái phần trăm kinh tế không hề nhỏ. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái nhóm quốc gia này đó là có tổng cộng là 40% của dân số trên thế giới và chúng ta có thể nhìn thấy là 30% của tất cả những cái giao dịch Ở trên thế giới Cũng thuộc về những quốc gia này à, Và hiện bây giờ đó Đã có 20 quốc gia Muốn tiếp tục tham gia vào nữa Thì cái nhóm BRICS đó gọi là BRICS Nhưng mà sẽ có nhiều quốc gia hơn Những quốc gia chúng ta vừa nói tới Thì một trong những điều mà thường suy nghĩ đến đó, Liên quan đến crypto nói chung Thì chúng ta có thể nghĩ như thế này Khi mà những cái quốc gia tham gia vào Thì đương nhiên sẽ có những cái lợi ích Và đương nhiên quốc gia cũng sẽ có những cái trách nhiệm riêng à, Nhưng mà khi mà giao dịch như vậy đó Thì sẽ dùng tiền nào các bạn Nếu như mà một quốc gia khi mà tham gia Rồi họ muốn tự sử dụng tiền quốc gia của họ Thì cũng khá là phiền phức các bạn Và không có được tối ưu hóa và nhiều người cho là sớm muộn gì đó thì cái nhóm BRICS này họ cũng sẽ có một cái loại tiền riêng và cạnh tranh với đồng đô la Và tiền đó sẽ ra sao các bạn, không phải là một loại tiền tương trị đô la hay không, Thừng không nghĩ đến gì đâu Lý do tại sao mà những cái quốc gia này đó họ muốn có cái hội nghị này Tại vì À, phần lớn là muốn giảm đi sự ảnh hưởng của đồng đô la đồng đô la đó thì bây giờ vẫn là tiền dự trữ quốc tế và trên thế giới bây giờ đó là giao dịch đồng đô la thống kê là khoảng 60% các bạn nhưng mà cái phần trăm này đã giảm theo thời gian rồi nếu nói là đồng đô la sẽ mất vị thế đó thì tôi nghĩ là còn rất là lâu nhưng mà thay vào đó sẽ là đồng tiền nào các bạn như đừng hay chia sẻ đó nếu như mà nhiều người không có lòng tin đối với Fed thì bao nhiêu người có lòng tin đối với những cái ngân hàng trung ương như là ngân hàng trung ương của Trung Quốc tôi không nghĩ là nhiều người cũng có lòng tin đâu cho nên cái nhóm brics này đã tôi nghĩ là cũng sẽ phải có một cái đồng tiền chung nào đó nhưng mà đương nhiên sẽ không thể giống như đồng đô la được phải là một đồng tiền mà có thể đứng sau lưng à, được hỗ trợ bởi một loại tài sản nào đó. Chứ nếu như không những quốc gia này sẽ không có cái sự tin tưởng chung đâu các bạn. Làm sao mà mọi người có cái sự tin tưởng chung là mọi người sẽ ủng hộ giá trị đồng tiền đó được? Thì đứng sau lưng là gì các bạn? Đương nhiên nhiều người nói là có thể là chúng ta sẽ thấy vàng đứng sau lưng để mà hỗ trợ một đồng được tạo ra bởi cái nhóm quốc gia này hay là sẽ là bitcoin các bạn hay là đây sẽ là một cái loại tiền kỹ thuật số khác. Nói chung đó thì chúng ta thấy là tiền tệ là một cuộc thử nghiệm. Trong bao nhiêu năm qua, bao nhiêu là thế hệ chúng ta thấy được tiền tệ thay đổi liên tục. Chúng ta có tiền bằng đồng, tiền bằng vàng, tiền thậm chí là dùng đá. Chúng ta có thể thấy được tiền từ từ chuyển thành một cái gì đó chúng ta nhìn thấy trên máy vi tính mà thôi, trở thành một cái loại tiền fiat các bạn, có nghĩa là đây là một loại tiền mà chỉ dựa vào lòng tin đối với ngân hàng trung ương chứ không có phải là dựa vào cái sự hỗ trợ đến từ vàng đồng đô la trước đây đó là dựa vào cái đảng vị vàng nhưng mà sau này không phải nữa thì tất cả đều là một cái kiểu thử nghiệm nhưng mà cái tiền fiat bây giờ đó là một cái loại tiền tệ mà dựa vào nợ cho nên các bạn có thấy là những quốc gia đó thì nợ liên tục và điều này nó cũng không có thể nào mà kéo dài mãi mãi được cho nên chúng ta bây giờ đang chuyển qua một cái Kỷ nguyên tiền tệ mới Tôi nghĩ là những cái năm tới đây Sẽ những năm mà cực kỳ sôi so động luôn Câu hỏi tiền là gì đó Hầu như là một câu hỏi mà nhiều người Bây giờ ngày lại càng muốn hiểu hơn Tiền từ đâu mà ra Tiền từ đâu mà có Và cách vận hành của tiền tệ như thế nào Và ngày càng nhiều càng hiểu hơn Không phải tự nhiên mà chúng ta thấy là Những công ty lớn họ đều muốn lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của họ Thậm chí như công ty lưu trữ cái Ethereum Tôi nghĩ là trong những cái Thập kỷ tới đây Sẽ có một chỗ đứng cho Bitcoin và Crypto Nói chung, đó là quan điểm của Thuận Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới Chúng ta bây giờ hãy nói tới Brazil đi Thì uh, chúng ta đã thấy là Binance Pay đã có mặt ở Brazil và sẽ có một số những cái thương nhân, một số những cái cửa tiệm có thể là chấp nhận thanh toán bằng Binance Pay và Binance Pay đương nhiên là của sàn Binance các bạn và Binance Pay này đó cho các bạn thanh toán thông qua 70 loại crypto khác nhau trong đó có Bitcoin, có đồng BNB, Ethereum, Tether vân vân. Thì ngay bây giờ đó theo thuận hiểu là những công ty như là WordPress và Wii Games có thể cho phép người ở Brazil sử dụng Binance Pay và sau này có thể là có nhiều hơn nữa. Nói chung thì đây cũng là một cái thông tin tốt trong cả biển thông tin liên quan tới Binance mà cực kỳ xấu các bạn Ngày nào cũng có nhiều thông tin xấu liên quan tới Binance Ít ra hôm nay không có, ít ra chúng ta cũng có một cái thông tin tương đối là tốt liên quan tới Binance